thị trường, dự án Legacy Central nhanh chóng được khách hàng săn đón nhờ mức giá hấp dẫn, thanh toán linh hoạt. Theo đó, ngay khi quý khách hàng thanh toán trước 20%, tương đương 168 triệu đồng đã có thể sở hữu ngay một căn hộ hiện đại. Ngoài ra, ngân hàng OCB còn hỗ trợ vay 70% trong 20 năm cùng chiết khấu đến 20%. Legacy Central trở thành lựa chọn thỏa giấc mơ an cư hàng đầu của người trẻ Bình Dương. Không chỉ sở hữu một cái vị trí ngay trung tâm thành phố, dự án còn được đầu tư đồng bộ cái không gian sống, thực sự là một giấc mơ của cái bộ phận dân nhập cư. Chúng tôi đã nỗ lực đưa Legacy trở thành một trong những cái không gian sống tiện nghi, hiện đại, và chúng tôi cam kết nghiêm túc thực hiện với khách hàng rằng là thi công triển khai dự án đúng chất lượng, tiến độ, cam kết pháp lý minh bạch, và sự hình thành của dự án cũng là một bước ngoặt trong sự phát triển không ngừng của công ty chúng tôi. Legacy Central hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư của cộng đồng thành phố trẻ khi sở hữu vị trí hiếm có ngay trung tâm Thuận An, mặt tiền đường Thuận Giao 25, kết nối trực tiếp với đường Mỹ Phước Tân Vạn, quốc lộ 13, dễ dàng di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ với 20 phút. Sở hữu thiết kế độc đáo mang tính biểu tượng của trời và đất, ôm trọn vào lòng những tiện ích hiện đại. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 29 tầng, 1 tầng hầm, 1.802 căn hộ, tỏa sáng như một di sản kiến trúc với những giá trị sống trường tồn. Legacy Central mở ra một cuộc sống đẳng cấp trong tầm tay. Với sự đầu tư chuẩn mực, hàng loạt tiện ích nội khu hiện đại được kiến tạo như hồ bơi tràn bờ, công viên xanh mát, trung tâm thương mại, khu thể thao, trường mầm non, bãi đỗ xe rộng sẽ mang đến những giá trị sống đích thực, tiện nghi và sung túc cho toàn thể cư dân. Mỗi căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, nội thất cao cấp, hài hòa giữa các phòng chức năng và tối ưu không gian sử dụng. Về kiểu dáng căn hộ ở đây thì rất là hiện đại, có bao gồm thiết bị thông minh như là camera thông minh, mình rất thích cái đó. Và như là các khóa vân tay, khóa thẻ từ. Đó, như một số cái dành cho những căn hộ hiện đại bằng có thể có được mà giá ở đây rất là hợp lý. Thì chú cũng có tham quan một số những cái căn hộ vòng vòng đây đó, thì họ bán với cái giá là trên 30 triệu một mét vuông. Ở đây mình bán vậy thì cái giá nó có rẻ hơn, nó phải chăng hơn. Thử ra chú thấy cái giá này nó là rất là hợp lý. Thì chắc trước mắt là chú đặt chỗ một căn trước. Còn về phía đầu tư thì chắc chú về chú bàn lại với gia đình. Bởi vì cái giá cả hợp lý, rồi thêm cái nữa là tương lai đó, chỗ này đó là sẽ có thể phát triển. Thì nhu cầu chỗ ở chắc là nhiều, thì từ chỗ đó là giá cả chắc chắn sẽ có lên, đầu tư có lời. Căn studio phong cách tối giản cho người hiện đại. Với đặc điểm mọi không gian nằm trong một không gian, căn hộ studio là lựa chọn lý tưởng cho người trẻ độc thân thích cuộc sống tiện nghi. Căn hộ một phòng ngủ, tổ ấm vẹn toàn ấp ủ yêu thương. Không gian được mở rộng đầy bất ngờ nhờ lối thiết kế thông minh tối giản. Nội thất hiện đại, trang nhã được bố trí hài hòa, hợp lý sẽ giúp gia chủ tối ưu diện tích, đồng thời khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế. Căn hộ 2 phòng ngủ, lựa chọn ưu việt cho gia đình hai thế hệ. Gây ấn tượng với thiết kế mở, kết nối hài hòa giữa các phòng chức năng, tạo ra sự thông thoáng tuyệt đối cho căn hộ. Vừa đảm bảo không gian riêng tư, vừa tạo sự gắn kết cho mỗi thành viên trong gia đình. Tại Legacy Central, an ninh đa lớp, an toàn tuyệt đối được quan tâm hàng đầu. Ngoài đội ngũ bảo vệ 24/24, hệ thống camera chặt chẽ, ngay cửa vào mỗi căn hộ là hệ thống khóa thông minh hiện đại. Tất cả các trang thiết bị trong căn hộ đều mang thương hiệu nổi tiếng quốc tế, đem lại sự sang trọng, đẳng cấp. Khu vực bếp được thiết kế tinh giản, gồm tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tường bếp bằng kính cường lực, mặt bếp đá granite thiên nhiên chịu lực, chịu nhiệt. Với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, gia chủ sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí cho việc hoàn thiện căn bếp của mình. Khu vực phòng ăn được kết nối với phòng khách, giúp tối ưu diện tích sử dụng. Tại phòng khách, nắng và gió tự nhiên luôn tràn ngập, đem lại khoảng không gian rộng thoáng, mát lành cho toàn căn hộ. Phòng ngủ với sàn lót gỗ đem lại cảm giác ấm áp, sang trọng. Cửa sổ rộng thoáng giúp căn phòng dễ dàng đón gió và ánh sáng tự nhiên. Nhà vệ sinh sử dụng trang thiết bị hiện đại sang trọng. Với nội thất hoàn thiện cao cấp, thiết kế tối ưu, tiện ích đủ đầy cùng hàng loạt ưu thế, Legacy Central là lựa chọn hoàn hảo cho một không gian sống mơ ước, nơi vùng đất yêu thương và khởi đầu một hành trình hạnh phúc vượt thời gian.
Sự xuất hiện của Legacy Central và hàng loạt dự án căn hộ hiện đại chất lượng cao đã và đang nâng tầm diện mạo thị trường bất động sản khu vực này. Bên cạnh đó, với vị trí cửa ngõ tỉnh tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ nhiều khu công nghiệp lớn cùng những tiềm lực sẵn có được phát huy, bất động sản thành phố Thuận An nói riêng, Bình Dương nói chung chắc chắn sẽ tiếp đà tăng trưởng bứt tốc trong thời gian tới.